Bây giờ đến cái mục Đức Phật chế giới đệ tử không được uống rượu. Đấy, từ nhân đó, quý vị thấy có cái chuyện như vậy, Đức Phật mới nhân đó mới chế giới. Đức Phật không ép ai hết á, từ đó mọi người thấy lợi ích đưa ra giới. Bây giờ Phật mới nói: Phật ngôn, thánh nhân ẩm tửu thượng như thị thất, hà huống tục phàm nhân. Đó. Tức là Đức Phật nói rằng bậc thánh nhân á, là người thánh nhân mà uống rượu á, còn bị cái lỗi lầm hay là vẫn mất mát như vậy. À, quý vị thấy không ạ? Nó rõ ràng ngài Tôn giả Sa Đà thần thông cỡ đó mà uống rượu xong còn như vậy. Hà huống tức là huống hồ là người phàm tục, à, người bình thường, làm sao không có lỗi, không có mất mát được. Cho nên là thánh nhân còn vậy. À, đây là lời Đức Phật nói đúng không? Như thị quá tội, nhược quá thị tội, giai do ẩm tửu. À, những cái lỗi như vậy, à, những cái tội như vậy, hoặc là những cái nếu mà vượt qua, à, hoặc là những cái tội đó, à, tức là nếu mà vượt qua là cái tội, tức là hay là chúng ta có thể hiểu là những cái tội như vậy là nhỏ đó, còn nhiều khi nó còn hơn nữa, cái tội hơn nó như thế nữa, à, đều do là uống rượu mà ra. À, cho nên Đức Phật nói ở trong cái bộ luận khác á, trong chỗ nội dung khác có đưa ra 36 lỗi của uống rượu. À, ở đây thì chúng ta thiền trang cũng không có dẫn ra. À, để đến khi nào có thời gian, hình như chắc trong bộ luận này nếu mà lần sau mà không có, à, tại vì mình nghĩ là sẽ có hết, cho nên là thôi cứ từ từ học hết, bài không có thì đưa ra. Cố tùng kim nhật, à, cho nên từ ngày nay nhược ngôn ngã thị Phật đệ tử giả, bất đắc ẩm tửu. À, cho nên từ ngày nay nếu mà ai nói tôi là đệ tử của Phật thì không được uống rượu. À, đó là Đức Phật đưa ra, tức là ai là đệ tử của Phật thì không được uống rượu, mình là đệ tử thọ tam quy ngũ giới đó là không được uống rượu đó. À, nãi chí tiểu thảo đầu nhất trích diệt bất đắc ẩm. À, cho thậm chí chỉ có một cái giọt ở trên cái đầu ngọn cỏ nhỏ cũng không có được uống. À, quý vị nhớ nha, cái chữ thảo này là đạo cỏ ở trên một tiểu thảo, tức là cái đầu, rồi đầu á, là cái đầu của ngọn cỏ, đầu của ngọn cỏ nhỏ thôi, một giọt lên đó thôi, à, mà cũng không được uống. Có nghe quý vị thấy cái cọng cỏ thường nó hay có đọng nước trên đó không, có một giọt trên đó. Bây giờ giọt, giả sử giọt đó mà giọt nước, giọt rượu thì Đức Phật nó cũng không được uống. Và trong bài bây giờ mình uống nguyên hết chai này chai kia, hết lon này đến lon kia đúng không? Đó, kêu Đức Phật nói có gì đâu, cái không uống không say mà, tôi uống một giọt, à, tôi uống một ly chứ mấy. Bây giờ người ta hay nói vậy đúng không? Rồi có uống được không? Không được. Đức Phật nói ngay cả một giọt rượu ở trên trên cái đầu ngọn cỏ nhỏ thôi cũng không được uống kìa. Đó. Nghe cho kỹ nha. Chứ không mà nhiều người bây giờ khai duyên nó ui, có uống không say mà, có gì đâu. Đó, cứ uống thôi. Cho nên đó là gì? Do không học kỷ luật đó quý vị. Điều này thì nhiều lắm, tại thời thời mạt pháp á, nhiều khi nó có nhiều chuyện lắm. Không có hiểu nổi đâu, tiền trang thấy hồi trước có cũng có một số người xuất gia mà uống vừa cái mua cái gọi là kêu nước gì đó, nước nho nước gì á, nhưng mà thật ra uống cái là thay rượu, nó mặt đỏ bừng bừng lên liền. À, đó là gì? Uống rượu đó, rượu mà sau này chúng ta học đó nó đều rượu, rượu hết đó. À, cho nên là không được uống nha. À, đây rõ ràng mình giữ giới đâu phải giữ như vậy á. Đức Phật chế như vậy là lời Phật ra nha, đây là lời Phật á.